hết sảy chưa? Chưa ăn thấy của em Mai. Mình chưa ăn mà mình thấy đau bụng rồi, nhưng mà không sao, nước giống đau bụng nguyên cái khu luôn ngoài. Nguyên cái tủ lạnh luôn. Đó, hỏi nè. Con này đã không? Lực. Có gọi cơm chiên. Từ từ ghé, từ từ cho mấy bạn nghe mau không? Ống nè, ống nè. Thịt heo quay nè. Đây heo rừng nè. Đây rồi cái gì xào à? Cởi ha. Ớt xào hẹ. Hẹ xào gì đó. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Bạn hai vợ chồng của Lưu Linh đi ăn tiệc housewarming party nhà Long với Mai nha các bạn. Dạ, cái nhà của bữa mình tới mình quay chơi với mấy bạn á. Bữa nay Long Mai có cái tiệc housewarming party là cái team là Hawaii ha. Tại vì mình bận đồ giống Hawaii. Dạ, mình tới đây mình chơi á, mình quay cho mấy bạn xem cái cách của người ta kêu bằng gì, người ta làm rượu á mấy bạn. Mấy cái cocktail nữa tặng cho mấy bạn biết ở dưới mình nè, ăn chơi nó ra sao không? Ở dưới Florida. Đúng rồi, nó khác bạn chút xíu. Ăn tiệc nhà mới nha, tại hồi bữa là lễ mẹ cho nên Lưu Linh lên đây chơi, bây giờ là Mai làm tiệc nhà mới. Tặng cho bạn bè đồ á tới chơi, chút nữa đông người lắm cũng vui lắm, có cái phòng karaoke nữa, chút nữa Linh hát mấy bạn cho mấy bạn nghe ha. Đi em nhận vô nhà cho mấy bạn coi cái cách ta làm rượu. Sorry. Nhà mình vô. Mai đang chuẩn bị có người trang trí nè. Mai trang trí từ nè, thấy không? Nè bông nè, chỗ mình, chụp hình. Mình cũng mới tới, bởi vậy mấy người ta làm rượu á, ta cũng đi mua thêm chút này mấy cái nè. Nè bông nè, đang trang trí nha các bạn, chưa xong. Tự nhiên cái bàn rượu người ta đẹp quá trời, tự nhiên quá trời đẹp. Cái mắt chết cái đèn đó, thấy mấy cái rượu này các bạn thấy đẹp chưa? Làm chưa xong nha, đang bắt đầu còn làm nữa. Mấy người làm người ta đi mua thêm đồ. Wow. Hỏi anh coi cái lý chi nè, cái này đẹp chưa? Trời ơi em coi nó đủ màu hết ha. Quá đẹp luôn. Bởi vậy mấy bạn biết cái tiền này là nó special lá sao là như vậy nè. Mình không có cái rượu mình nó hơi giỏi nha. Người ta mix cái rượu thấy không, nó mỗi một cái nó đặc biệt, nó có cái màu vậy á mà mình không biết họ uống nó nhức đầu. Không biết nữa, nhưng mà cái lý chi nè, cái giải nè, nhìn đó. Cái màu rất là đẹp. Em phải đi vòng qua đêm thấy nó đỏ hơn nè. Rồi đang chuẩn bị trang trí bông hoa nữa mà chưa có xong. Làm mấy cái bông nè. Đẩy crawfish á. Mai đẩy crawfish này. Crawfish nè cho các bạn xem. Crawfish thấy ngon chưa? Với lại nấu bún hả? Bún bò. Mai nấu bún bò. Chưa, cái này chưa xong em. Chưa xong. Ta còn thiếu chút đầu á, bởi vì ta đi mua rồi. Rồi. Đây để cho lại cho các bạn xem cái bún bò nè, hết sảy luôn. Nè. Cái bún bò nè. Giờ... Bún bò. Cái nồi bự luôn nè, coi cái đổ rau đã không. Đây nè, hai ba nồi luôn nha. Cái đổ rau này đầy đủ luôn. Bởi vậy mình phải đi ăn tiệc của người Việt Nam của mình ở dưới đây lắm mấy bạn. Vui lắm. Quá trời đồ ăn luôn. Hả? Và đợi một tí nữa là còn bên đây chắc nước cam với lại nước ấy nè. Hello anh. Này nước cam. Tới lâu chưa? Cam bên đây. Cái này chắc nước cam với nước chanh. Mới tới 3-4 tiếng. Ta chơi với mấy bạn. Dạ. Tới đây trời ơi, xuống nè. Tới mấy bạn. Mấy bạn chụp hình. Bởi vậy tới mình tới trễ, cái này là tiệc tùng người ta vô đi sớm tới sớm. Bây giờ anh khui cái chai nước cho nó bụng ra cho mày ha. Đây nè. Sao? Đây là
để vô mặt mày. Mới gặp mắt, mới cắt mắt em. Ờ, mới cắt hả? Đẹp mà, đẹp mà. À, vui không các bạn? Rất là vui luôn. Còn ở bên đây là... đây là mấy bé đang tắm. Này. Ừ, các bạn, bạn này đang set up nè, đang làm bông hoa với rượu đồ cho Mai nè. Nhìn cái màu quá đẹp luôn. Ừ, giờ cái chị này chỉ làm rượu nè. Cái bữa tiệc bữa nay là chắc nghĩ là banh sáng luôn các bạn. Tại vì mình vô trong cái tủ lạnh toàn thấy rượu không à. Chút nữa xong á là hết sảy 17 luôn á mấy bạn. Giờ đang chuẩn bị không? Một chút nữa xong á là mình quay cho mấy bạn xem coi cái video ha. Bạn này đang trang trí này với cái này là dry ice. Một chút nữa bạn nói mình để nước nóng vô á là khói nó sẽ ra mà mình chụp hình á là rất là đẹp luôn. Nó giống như bạn mới tháo ra là khói nè. Thấy không? Nhìn rất là dễ thương luôn. Oh my goodness, có cái tủ lạnh. Tủ lạnh này coi nè, coi chắc rượu nè. Hennessy không nè. Uống uống cái này hồi banh sát hết. Không biết mấy chai ở trong này nữa. Cái này là mấy người này tao uống hết cũng cái còn chai rồi đó. Oh my god. Rồi khi hôm qua tới giờ đó. Trời. Này party all day all night luôn á hả? Đây là tiệc housewarming của Long nha. Còn lâu mà mới đi được cái tiệc này không? Phải vậy. Nhà này có anh Phong nữa, hai anh Phong. Anh Phong đang ăn bún phở Huế nè. Vậy đi gặp YouTube luôn lên được lên hình rồi. Bún phở Huế ngon anh. Quá ngon. Thầy Mai nấu nè, quá ngon luôn phải không? Quá đặc biệt luôn. Dạ. Em biết tự bên Texas quá đấy em. Ồ anh Phong tự quá. Coi YouTube thì thấy coi quá trời, ngày nào cũng coi á. Bởi vậy mấy bạn thấy không? Coi Lưu Linh đi, mốt có việc qua đi chơi với Lưu Linh. Đúng rồi, coi đâu biết là bữa nay gặp dùng dòng một xong nhớ quen quen người ta. Cái này là có việc quen quen đây gì á. Lưu Linh đúng là Lưu Linh. Bởi vậy á, quen biết với lại Long Mai á. Tại vì hôm nay á, mình của duyên mình gặp ảnh. Dạ. Lâu nhưng mà nhiều người coi YouTube Lưu Linh lắm. Cái anh mà cái ý kiến cái giường đó, ảnh coi Lưu Linh ra, ảnh mà anh mua cái giường đó đó. Dạ 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 anh nói tại dạ. Thì YouTube bờ nó có nói là lúc mà interview ảnh đó, anh có nói. Anh nói là anh sẽ kiếm đây coi nhiều, anh học kinh nghiệm từ mấy cái giường này nọ, Lưu Linh quay đó. Vậy là ảnh là true fan của mình đó. Dạ true fan, ảnh coi anh để ý. Dạ yeah. Tại vì biết cái video nó dài á mà bạn nào còn coi mình đó. Đúng luôn. Thì biết là ảnh nói là ảnh 4-5 năm nay cái giường ảnh đó có chưa có trái cây. Bây giờ năm thứ 6, năm tới mở là năm 4 nè. Thì đã, mới mở cho bà con vô. Dạ. Lúc đó Lưu Linh sắc thật tôi là em hấp dẫn anh chứ. Em hấp chạy xe mô tô gì á. Vui lắm, giờ cho mướn góp thôi luôn nha anh. Rồi đó vui lắm. Dạ vui lắm. Dạ từ từ ăn nha. Rồi anh Phong từ từ ăn nha. Lên được lên phủ sống rồi. Mừng quá. Rồi sắp xong rồi nè các bạn. Để chút nữa xong rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đẹp dữ lắm luôn á. Bên đây á hả, là giờ đang trưng bông thấy lấy rượu nó đẹp đẽ chưa đó, là giờ Linh đang làm cái tô bún phở Huế cho Lu. Cái này là kêu bằng tránh cống bún phở Huế ngoài Huế luôn hả? Nay Lu được thưởng thức cái món bún phở Huế của Mai nấu nè. Giờ Linh làm cho Lu miếng ăn xong mình mới biết không, ăn xong coi có hút hết tô không. Có đầy đủ luôn nè. Một cục thơi, một cục thơi. Quá, bún phở Huế mà.
có đuôi bò. Cho anh cưới, cho đuôi, đuôi luôn. Cho một đuôi luôn đi. Mai làm đầy đủ luôn nha các bạn. Dạ cân nè, thấy ngon chưa? Cái khúc này mới ngon nè, đó. Cho hai trái lùa, cho hai miếng trái lùa đi. Miếng trái lùa, lên luôn nha. Cho cho anh cái tô 100 ngàn á. 100 ngàn phải không? Cho tô 100 ngàn đi. Rồi, đủ rồi, em ơi. Em mấy hồi ra anh trả 150 ngàn á. Giảm để cái nước sôi chút nha. Nước sôi chút cho... Có 3 nồi luôn ha. À, 3 nồi luôn. Đó. Cái món này là món đặc biệt của Mai nha. Mai nấu đó. Rau để vô sau nha. Anh muốn để vô luôn. Sao cũng được, trước sau nó cũng vô bụng thôi em ơi. Trước sau nó cũng vô bụng thôi. Đó, giờ nó sôi từ từ nè em. Không, bỏ vô sau cũng được. Cái đó bỏ vô sau cũng được nè. Nó giờ sôi nè, giờ muốn nước sấp đi. Thấy ngon chưa? Hết sảy chưa? Chưa ăn thấy bún thấy của em Mai. Mình chưa ăn mà mình thấy đau bụng rồi, nhưng mà không sao, nước giống đau bụng nguyên cái cooler luôn ngoài. Nguyên cái tủ lạnh luôn. Ôi. Em cao quá, em phải nhóm gót lên. Coi mấy bạn coi Linh nè, coi Linh đứng nấu mà nhóm gót nè mấy bạn. Coi nè, không? Mấy bạn thấy Linh cao quá phải nhóm gót luôn, thấy chưa? Cao quá phải nhóm gót. Rồi, đó. Ok, chơi ngay luôn. Đây nè, đó, vô đi. Rồi. Cho anh miếng giá luôn em. Cho anh miếng giá luôn đi. Đó. Rồi. Bữa nay mình tới nhà của Long Mai chơi á. Là ăn hơi đã ha. Đó, kìa Long đang đi kia kìa, Mai đây. Cái buổi tiệc này á, cái rượu mix á nó nhìn nó đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Từ xưa tới giờ mình mới đi chơi cái buổi tiệc cái này nè. Thấy không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi giờ mình qua đây mình thưởng thức cái món này đi. Bún bò Huế, mình thích lắm. Đó, hấp dẫn chưa? Ui. Này coi cái tô bún bò Huế này các bạn. Mấy bạn bên cái màn ảnh bên kia thấy có kia bằng này nè. Chảy nước miếng nha. Mình cho bún này đi. Bò tới quá. Quá đã luôn. Bỏ vô. Lấy mấy bạn bên cái phía bên kia đó lấy giấy chùi miệng trước đi nha. Chảy nước miếng. Cho miếng chanh vô. Mời tiếp đi. Mời tiếp đi. Anh Lu chưa ăn, anh Lu chảy nước miếng. Bởi vì mấy bạn biết không, mình ăn cái gì trước á, mà mấy cái món nước á là mình phải thử cái nước súp trước trước khi mình ăn, không mình coi nó cái người nấu ra sao ha. Oh my god, nè có cái chén nước mắm ớt nữa nè em. Cái này nó thấm tới vừa ăn lắm ha. Ăn ngon hả? Nó thấm tới khi mà nhìn tới chỉ luôn á. Lần đầu tiên anh mới ăn bún bò Huế mà có nước mắm ớt gì hả? Nước này kêu mình nước mắm sống không ta? Nước mắm sống với ớt. Ngon quá ngon. Ngon luôn ha. Mày nè, đó hấp dẫn. Ăn cái này no. Khỏi cần nước chấm đau bụng. Phải cần chứ. Nó ngon quá. Quá ngon luôn. Uh-huh. Ồ, đã quá. Ồ, tắt đi, tắt chùm hai đó. Không biết có dần áo không ta? Ăn từ từ thôi chứ anh. Thấy Mai chân bông lại đẹp không các bạn? Nhìn quá. Em biết sao anh đẹp không? Con mắt thẩm mỹ á. Nhìn cảnh rất là đẹp luôn. Một hồi nữa mình chụp hình. Không muốn. Bơm lại mình có hồn không? Nhìn đẹp. Rồi hồi nãy nhìn quá. Mình ăn cái tô bún này á, mình không có nói chuyện được nha. Ngon quá không nói chuyện. Mấy bạn không cảm nha. Biết không? Ngon quá. Nó ngon quá đi.
có đu, có đu bò nữa nè. Mình thấy Lưu ăn ngon mình phải đi làm tô các bạn. Phải vậy chứ em. Có đu bò nữa trời. Chị em nghe nè. Quá sướng. Ui. Rồi ok chị. Cái muỗng nhỏ quá, mình húp nước á, nó không đã. Chơi con tô. À, Lưu ăn gần hết tô bún luôn nè, ngon quá mà. Mình ăn xong này á, mình đang phải vui với mấy bạn vậy á. Ngon quá, ăn sạch tô luôn á Lưu. Mình biết không, mình ăn ở nhà á, cái gia vị mà cái người nấu á, ngon hơn đi nhà hàng. Tất nhiên rồi, đậm đà hơn. Không còn gì nè. Còn cái cục xương ha. Nó. Giờ mình ăn cái này xong bây giờ mình phải đi kiếm nước chống đau bụng. Để thay đau bụng chịu nổi. Bạn đồ Hawaii nè. Rồi coi ảnh lên đầu nè. Hả ảnh. Giờ em giờ karaoke, giờ học karaoke của Long ơi. Hát lên rồi đó. Giờ đồ ăn tới nè các bạn, có bánh hỏi nè. Con này đã không? À, lực. Có gỏi, cơm chiên. Từ từ cho mấy bạn em ăn cái ống nè, ống nè. Thịt heo quay nè. Nhìn hấp dẫn. Đây nha. Này cà ri hả gì em? Này cà ri hả em? Cà ri gì hả ta? Cà ri heo rừng, giống như heo rừng. Cà ri rừng, heo rừng hả? Cái này bánh nè. Con lấy nghe. Mới cũng vậy trời ơi. Đồ ăn quá trời ngon luôn các bạn. Này hấp dẫn quá trời luôn. Này rau nữa nè. Chúc mừng em nha. Nè đẹp đấy chị. Nem cuốn này, nem cuốn anh chị. Dạ. Nó có đầy đủ hết đi. Quá hấp dẫn luôn. Dễ thương, quảng cáo cho bà luôn nè. Bà chủ alo à đó. Bà chủ alo nè. Quá hấp dẫn luôn. Này nếp, cơm nếp chiên nhé anh, giống như cơm nếp chiên nhé. Để lấy một. À hả, nè cái chén đây nè. Rồi, ra đây. Mình thử cái coi. Bây giờ á, để anh thử từng món nha. Nè, đây bà chủ của alo à nha các bạn. Cái này nướng ra ngoài nè. Dạ. Cái đồ ăn này từ nhà hàng nào? Nhà hàng của chị nha. À, nhà hàng alo à, alo à, crab. Alo à, crab à. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi đó, em bây giờ mình thử em. Cái này là cái này nè. Soi cho em thử miếng anh. Ồ đây quá ngon. Cái nhà hàng này là nhà hàng của Aloha Crab nha các bạn.
hãy tới nhà hàng của anh chị thử đi. Địa điểm á, trên cái màn ảnh á, thấy chưa? À, chị khí rồi đồ ăn luôn nha. Này không lần nè. À. Đây rồi cái gì sao à? Cởi ha. Sao ớt, 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 sầu hẹ. Hẹ, hẹ, sao gì đó. Ớt, sầu hẹ với hồng bông. Đâu nè. Hello, cơ chị. Thử miếng coi coi anh. Vô anh. À, vô, vô, buồn quá đã. Lỡ sầu hẹ không? Ngon không? Quá ngon luôn. Em. Còn cái này gà. Gắp miếng. Không đẻ vậy sao? 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 Bài kỳ mình có đi đám cưới con gái của chị đó, các bạn nhớ chưa? Nhưng mà mấy bạn ăn mấy đồ ăn này á, phải uống cái đường này. Dạ, nhớ uống, uống nước chấm đau bụng. Uống nước chấm bụng nha, cái gì đó, nó ngon lắm. Mình không uống là bị đau bụng ấy. Nha, thấy đó, đồ ăn rất là hấp dẫn luôn. Em, thêm các bạn. Cái món ốc này giờ ăn thử ốc ăn. À. Thử ốc đi. Tại vì á, mình tới đây á, là bạn thử cái này không? Đây nè, ốc nè, thấy chưa? Ngon ngon, quá ngon luôn á. Này ốc gì kêu mà ốc gì ra? Bạn biết không? Phải ốc, ốc hương không? Đâu đâu phải hả? Ốc hương hả? Ừ, ốc hương hả? 10 giờ sáng, ăn cái gì? Ốc hương chưa? Có gì vậy? Cậu kia. Cái quay, cái đó sạch cao quay. Để mình chơi đủ nhà luôn. Chơi đủ nhà. Quay. Trời ơi, cái miếng không quay đã không? Đã nha, thấy lạ lắm. Heo quay này không có ai có hết. Dạ, để tự quay luôn anh. Ồ, heo quay nhà chị tự quay. Đầu bếp mới á. Dạ. Đầu bếp tự quay lại nhà hàng đó. Em. Anh nước mắm cho anh. Anh tưởng lên nó mềm nhưng mà cái da của nó không mềm. Không quá. Chị có nước mắm đi anh chị quay đây. Nước mắm cho anh. Thôi, giờ chơi cái món. Bây giờ mình chơi nguyên một cái nữa, tại cái đầu tiên đó, tao tin mình không? À, vui lắm các bạn, bây giờ là nè ai cũng chóa sốc hết nè, đang chuẩn bị. Thấy không? À, vui luôn. Đây, that's good. Ok. Rồi, đồ ăn xong. Hãy subscribe.
Cảm ơn, bye Long. Bye, thank you. Mọi người. Về hả? Sao về sớm vậy? Tao quá. Ồ, tao ra đi. Mời chú về. Và các bạn bây giờ mình chuẩn bị đi về ha, mà coi nè, xe quá trời xe nè, khách tới nè, đậu búa xua luôn, đông dữ lắm. Bữa nay là tiệc khai trương nhà, bởi vì Long với Mai có nhiều khách lắm đó. Giờ người ta bắt đầu tới nữa nè, đậu thuốc xuống dưới luôn á, thấy chưa, quá trời xe luôn.